Video này cô hướng dẫn các bạn học sinh lớp 8 học bài định lý Thales trong tam giác nhé. Bài này thì đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu về đoạn thẳng tỉ lệ. Thì thế nào là hai đoạn thẳng tỉ lệ? Thì chúng ta sẽ tìm hiểu đấy là khi cho hai đoạn thẳng A trên B và C trên D, hai đoạn thẳng này có cùng đơn vị đo độ dài, ví dụ như là AB bằng 8 cm, CD bằng 6 cm, thì tỉ số của hai đoạn thẳng AB trên CD của chúng ta sẽ bằng 8 cm trên 6 cm, là bằng 4/3. Tiếp tục cho hai đoạn thẳng A phẩy B phẩy và C phẩy D phẩy, trong đó A phẩy B phẩy của chúng ta là bằng 12 cm, còn C phẩy D phẩy của chúng ta bằng 9 cm. Thì lúc này chúng ta cũng có tỉ số hai đoạn thẳng A phẩy B phẩy trên C phẩy D phẩy là bằng 4/3. Đấy. Vậy thì khi nào ta nói hai đoạn thẳng ABCD và hai đoạn thẳng A phẩy B phẩy C phẩy D phẩy tỉ lệ với nhau? Đấy là khi mà tỉ số hai đoạn thẳng AB trên CD và A phẩy B phẩy trên C phẩy D phẩy là bằng nhau. Ví dụ như ở trong ví dụ vừa rồi ở đây là cô có AB trên CD bằng 4/3, A phẩy B phẩy trên C phẩy D phẩy bằng 4/3, nên hai đoạn thẳng AB và CD tỉ lệ với hai đoạn thẳng A phẩy B phẩy C phẩy D phẩy. Và nhờ tính chất của tỉ lệ thức ấy, thì ta có AB trên CD mà bằng A phẩy B phẩy trên C phẩy D phẩy, thì điều này cũng có nghĩa là tỉ số AB trên A phẩy B phẩy bằng với tỉ số CD trên C phẩy D phẩy các con nhé. Đấy. Như vậy các con, cô nhắc lại đấy là hai đoạn thẳng AB và CD được gọi là tỉ lệ với A phẩy B phẩy và C phẩy D phẩy nếu có tỉ số A trên AB trên CD bằng A phẩy B phẩy trên C phẩy D phẩy, hoặc là tỉ số AB trên A phẩy B phẩy bằng tỉ số CD trên C phẩy D phẩy. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu ở trong cái bài học này. Đấy là so sánh cho cái hình vẽ như thế này và yêu cầu các con đấy là so sánh các cái tỉ số AB phẩy trên AB và AC phẩy trên AC. Thì các con chú ý ở đây nhé, chúng ta sẽ nhìn này, ở đây chúng ta chưa học nhưng mà chúng ta thừa nhận này, chúng ta xem như là khoảng cách từ dòng này đến dòng này là một đơn vị độ dài, thì chúng ta đếm 1, 2, 3, 4. Như vậy chúng ta thấy là A phẩy B phẩy của chúng ta có thể xem là bằng 4. A phẩy B phẩy bằng 4. Cô xin lỗi, A B phẩy bằng 4. Đấy. Và chúng ta đếm tiếp A B của chúng ta, thì A B phẩy đã bằng 4 rồi, đếm tiếp B phẩy đến B thì ở đây 1, 2, 4 cộng 2 là bằng 6. Như vậy ta có là B AB là bằng 4 cộng với 2 là bằng 6. Do vậy tỉ số AB phẩy trên AB là bằng 4/6, bằng 2/3. Tương tự như vậy chúng ta sẽ đếm AC và A phẩy C phẩy các con nhé. Đếm AC, 1 đơn vị độ dài, 2 đơn vị độ dài, 3 đơn vị độ dài, 4 đơn vị độ dài. Như vậy là ta cũng có AC phẩy là bằng 4 và AC là bằng 6. Do vậy chúng ta cũng suy ra được tỉ số AC phẩy trên AC là bằng 2/3. Từ đây chúng ta so sánh được tỉ số AB phẩy trên AB bằng AC phẩy trên AC. Điều này có nghĩa là hai đoạn thẳng AB phẩy và AB tỉ lệ với hai đoạn thẳng AC phẩy và AC. AB phẩy trên AB bằng AC phẩy trên AC.
Tương tự như vậy đối với các cái cặp đoạn thẳng AB' trên B'B và AC' trên C'C, rồi là B'B trên AB và C'C trên AC. Từ đây chúng ta có mục 2 là định lý Dalet trong tam giác. Định lý Dalet ở trong tam giác thì nói như thế nào? Đấy là ở trong bài luyện tập 2, người ta cho B'C' là song song với BC. Thì chúng ta có các tỷ lệ AB' trên AB bằng AC' trên AC, và tỷ số AB' trên B'B bằng AC' trên C'C bằng B'B trên AB bằng C'C trên AC. Như vậy thì từ đây chúng ta suy ra được định lý trong Dalet trong tam giác, đấy là nếu một đường thẳng song song với một cạnh của tam giác và cắt hai cạnh còn lại thì nó định ra trên hai cạnh đó những đoạn thẳng tương ứng tỷ lệ. Thì các con nhớ cho cô tương ứng là như thế nào? Thì chúng ta nhìn trên hình vẽ, chúng ta thấy là AB' này sẽ tương ứng với AC', B'B tương ứng với C', AB tương ứng với AC. Như vậy với khái niệm là đoạn thẳng tương ứng như thế thì chúng ta có được định lý Dalet. Đấy là giả thiết của định lý Dalet là đường thẳng B'C' song song với đường thẳng BC. Trong đó B' là thuộc cạnh AB, C' là thuộc cạnh AC của tam giác ABC. Thì ta có tỷ số AB' trên AB bằng AC' trên AC. Đấy. Và tỷ số AB' trên B'B bằng tỷ số AC' trên C'C, và tỷ số B'B trên AB bằng tỷ số C'C trên AC. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi vận dụng định lý Dalet vào để giải một số bài toán liên quan đến đoạn thẳng tỷ lệ nhé. Các con nhớ giả thiết, nhớ kết luận. Giả thiết là có một đường thẳng song song với một cạnh của tam giác, và kết luận là đường thẳng đó sẽ định ra trên hai cạnh của tam giác là các đoạn thẳng tương ứng tỷ lệ. Bây giờ chúng ta vận dụng vào, ví dụ như là luyện tập 3 này, người ta bảo tìm độ dài XY trong hình 4.6. Thế thì ở đây người ta đã cho biết MN song song với BC rồi, cho nên là trên tam giác ABC này đoạn thẳng MN sẽ định ra các đoạn thẳng tương ứng tỷ lệ. Thì ở đây chúng ta có đây ta có AM trên MB. AM trên AB cũng được, nhưng mà AM trên MB, vì MB là bằng X rồi, AM trên MB sẽ bằng là AN trên cho NC. Và lúc này chúng ta sẽ thay độ dài AM bởi 6.5 trên X là MB thì bằng 4 trên cho 2. Và lúc này chúng ta áp dụng là tìm một số hạng ở trong tỷ lệ thức, thì chúng ta suy ra X sẽ bằng 2 nhân 6.5 mà chia cho 4 là bằng 13 chia cho 4. 13 chia cho 4 là bằng 3, vậy xem nào, 13 chia 4 là bằng 3, 4, 12, 3,25. Đấy, như vậy chúng ta đã có được một ví dụ rồi. À, còn bây giờ B, chúng ta nhìn vào hình B lại nào. Đề bài cho là EP cho là PF cho là FQ nhưng mà chưa cho PQ, mà yêu cầu tính PH. Thì chúng ta lưu ý là PH này là đoạn thẳng tương ứng với PQ. Vậy bây giờ chúng ta tính như thế nào? Thì chúng ta cũng áp dụng định lý Dalet, thì ta có là PE. Các con nhìn hình vẽ, cô sẽ để gấp từ giấy lại như thế này cho con dễ nhìn hình vẽ. Đây,
Ta có PE trên cho PH sẽ bằng PF trên cho PQ. Và các con lưu ý ở đây là cô nhắc lại là PH là tương ứng với PQ nhé. Vậy bây giờ mình thay số vào 4 trên Y sẽ bằng PF là bằng 5 trên cho PQ là sẽ bằng 5 cộng với 3,5 là bằng 8,5. Đấy, và từ đây mình suy ra Y của chúng ta là bằng 4 x 8,5 mà chia cho 5. Vậy bây giờ chúng ta sẽ thực lấy máy tính tính, hoặc là chúng ta lấy 8,5 mà chia cho 5 thì được 1,7 bằng 4 x với 1,7. Và 47 là bằng 28 là bằng 6,8. Đấy, như vậy là chúng ta tính được độ dài đoạn thẳng là PH các con nhé. Đó là nội dung của định lý Thales. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu định lý Thales đảo. Định lý Thales đảo thì như thế nào? Đấy là định lý Thales đảo, đó là định lý Thales ấy, thì người ta cho đường thẳng song song với một cạnh của tam giác thì ta suy ra được là đường thẳng đó sẽ định ra trên hai cạnh các đoạn thẳng tương ứng tỷ lệ. Còn định lý Thales đảo thì nói là một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và định ra trên hai cạnh này những đoạn thẳng tương ứng tỷ lệ thì đường thẳng đó là song song với hai cạnh còn lại của tam giác. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi vận dụng để xem nhé. Thì định lý Thales đảo là một dấu hiệu để nhận biết hai đường thẳng song song. Ngoài dấu hiệu là các cạnh, ngoài cái dấu hiệu là cặp góc đồng vị bằng nhau, cặp góc xoay lên trong bằng nhau mà chúng ta học ở lớp 7, hoặc là hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba, hai đường thẳng cùng song song, thì đây lại thêm một dấu hiệu, đó là nhận biết hai đường thẳng song song nhờ các đoạn thẳng tương ứng tỷ lệ. Đây ví dụ như là cho hình 4.8 là hình này. Các con hãy chứng minh là MN song song với EF. Thì ở đây chúng ta có MG trên ME là bằng 2 trên 4 bằng 1/2. GN trên NF là bằng 2,5 trên 5 cũng bằng 1/2. Do vậy hai tỷ số MG trên ME bằng NG trên NF, cho nên là hai đoạn thẳng này là MN là định ra trên hai cạnh của tam giác GEF các đoạn thẳng tương ứng tỷ lệ. Do vậy MN song song với cạnh còn lại của tam giác là cạnh EF. Như vậy cô nhắc lại, một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và định ra trên hai cạnh này những đoạn thẳng tương ứng tỷ lệ thì đường thẳng đó song song với cạnh còn lại của tam giác nhé. Đây là dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song mà chúng ta học ở lớp 8. Thì ở những video sau cô sẽ hướng dẫn các con vận dụng định lý Thales vào để giải bài tập nhé.